Rồi, đây là màn đấu loại của cao thủ Việt Nam. Gambit Hậu. Và đẩy tôi xuống tấn công đôi luôn nè, không lẽ mình lên tượng để mình chặn hả? Chắc lên tượng để chặn rồi mình sẽ đem xe chiếm cột B và sẽ lao xe xuống B2. Ok, không lên tượng để đổi gì được, đổi sau đó rồi mình chồng xe. Xe sang đổi thì mình sẽ đưa xe này sang. Để tốt xuống thì mình sẽ lùi mã về F8 và đưa lên G6. Để tốt xuống mã về. Mình nghĩ xe sẽ sang đổi. Rồi mã về E1 thì mình nghĩ là sẽ chuyển lên D3 để mà đuổi xe. Thế mình lên mã đuổi, mã đuổi mã tốt lên mã D3. Sẽ lên mã để đổi được. Mình đã bắt được con mã ở D2, nó cũng là một cái bẫy. Tạm biệt các